có hàng nhá. Đó. Vô 3 cân luôn. 3 cân luôn. Đúng rồi, cứ từ từ mà đánh thôi. Hả? Say này chưa sashimi ngon nhỉ? Ông mày đánh lấy điểm lên nhanh dã mà. Cá gì nó chạy tán loạn đấy. Cam đấy nó chạy hỗn lắm đúng không? Sashimi. Đàn như đàn này câu sướng này, đàn này cá đàn hôn. Bình tĩnh người lên đã. Cam và có em ăn mà. Bày nguyên bày cá nhỏ. Rồi, con này nhỏ má. Tao mới cần lắm. Đan mèo, đan mèo. Không, cái lưới đấy không phải đóng, cái lưới của anh không phải đóng. Đúng rồi, ăn thôi. Còn to hơn không? Phải thế, không được cái chứ nhỉ? Ờ, được mở hàng hết được rồi. Ok. Thôi. Sao nhỏ nó nặng mình không mình biết chứ đắng không một ế cam cam này cam cái kia thấy bóng này kìa nổi câu mà cũng có thể đấy nhá. Nổi nó nổi kìa. Được đấy. Không biết luôn. Cái nổi cái ngoài xa kìa. Nó nổi kìa đấy. Không nhỏ đâu, không nhỏ đâu. Có nhưng mà tung dài dài này. Móc vào đuôi à? Ê. Hai con thì sao? Ờ đừng có đùa. Hai con thì sao ấy? Ai biết được. Hình như có phải hai con đấy. Ai biết được. Ờ nó vẫn gậy lại đấy không. Em không rõ nữa. Khó chịu thật đấy nhỉ. Cam à. Không phải, không biết con gì. Hai con. Phải hai con không? Không phải. Hai con luôn. Hai con thật, luôn. Ô, nặng dã man luôn đấy. Tô. Hai con kìa. Ô. Dừng luôn hết, tô. Rồi. Ôi, giúp rồi.
này. Mau 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 mau. Hay quá. Hay. Cứ toàn xe một cặp này. Nóng này, dã man luôn đấy, nóng vừa. Không à. Em mà con của anh Hưng này, anh đứng ở đây này. À, kể tôi câu được kể tôi. À, anh nhìn anh tí anh. Kể anh. Kể đúng không? Tôi có được kể tôi. Chụp lại để nguyên chụp này ấy. Để nguyên còn một con nữa đâu. Không có, cảm ơn như thế nào. Tôi câu được anh phải cảm ơn. Để vào đây. Nó nổi trên này ra không? Nhìn ra. Ba đánh cái sang phải đi, con dễ. Chưa? Lại cá thôi. Con này cam này. Mấy mú nó dị xuống thôi. Anh có nhỉ. Cố địch chưa phải nhìn nữa sướng. Để ta xét cái này nước nó sâu mà. Thấy không? Chưa thấy màu nữa nhỉ. Kia rồi màu bây giờ cá gì đây, nhật nhìn nào. Trắng rồi đấy. À, thấy màu trắng rồi đấy. Thế sinh sao nó nặng thế? Cố mang mà nó chạy khiếp lắm. Thế lại hai con nữa à? Ông cứ dọa tôi, hai con nó tinh nghỉ câu ấy. Có gì? Hai con có đuôi không? Mọc đuôi mà nặng thế. Mẹ điên thật đấy. Ồ, kinh nó phết đấy, đùa đâu. Thấy không? Ừ. Nước sâu mà. Đó, ăn luôn này. Đó. Đây, vững ở dây cẩn thận nhé. Đây, hai con này đây. Tôi. Cẩn thận sức dây.
và mà tôi nghỉ câu luôn. Hơn này à? Nặng nó hôm qua hay mấy nước sâu đấy. Hôm qua nó không chảy tí nào. Đôi lúc 40 mét đấy, nó nổi anh đấy. Đừng lên hô ma nữa nhé. Đáp cười tôi cậu. Ôi cậu cười tôi à. Trời ơi lắm rồi đấy. Hô ma kia mà. Điền thế nhỉ. Cam cam đúng anh. Cam cam rồi. Cam cam. Tập bị tâm cưới. Đấy, con này được anh nhà đúng không? Được, được rồi. Quá hay. Con này còn dài phết đấy chứ. Ở đây anh Hưng à? Ở đâu? Ui con này cũng được dài dài ra phết đấy chứ. Thôi tôi bình tĩnh nhắc lên cái này rồi.